Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơn bão số 4 khiến Hồng Kông ra cảnh báo màu đen. Dự báo khi nào ảnh hưởng đến nước ta, Hồng Kông, Trung Quốc gần như tạm ngừng tất cả các hoạt động khi bão Nu. Ở Việt Nam gọi là cơn bão số 4 áp sát. Hiện bão số 4 đang tăng tốc về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Theo dự báo thì cơn bão số 4 khi nào vào đất liền và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta từ ngày nào? Bão Nu, cơn bão số 4 là cơn bão lớn thứ hai ảnh hưởng đến Hồng Kông, Trung Quốc chỉ trong vòng hơn một tháng, khiến nhiều chuyến bay, các dịch vụ giao thông công cộng phải tạm dừng vào hôm qua, mùng 8 tháng 10 theo trang China Daily. Đến 9 giờ tối, đã có ít nhất 15 người bị thương do gió bão, hơn 280 người phải tìm đến những nhà trú tạm. Ngoài ra, có một số báo cáo về cây đổ, ngập lụt. Theo trang HKFP, đài quan sát Hồng Kông phải nâng cảnh báo bão lên mức T9, là mức cao thứ hai. Vào 7 giờ tối qua, đến gần 12 giờ đêm thì hạ một chút xuống mức T8. Nhưng do ảnh hưởng của bão, đài quan sát này đã phải ra cả cảnh báo mưa màu đen vào lúc 4 giờ sáng nay, mùng 9 tháng 10, có nghĩa là mưa vượt qua mức 70mm chỉ trong 1 giờ. Đây là mức cảnh báo cao về mưa rất lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng. Người dân nên ở trong nhà hoặc tìm chỗ trú. Sau khi tiến rất gần Hồng Kông, cơn bão số 4 hiện đang trên đường đi đến đảo Hải Nam, Trung Quốc, dự báo sẽ đổ bộ vào ngày mai, mùng 10 tháng 10, sau đó sẽ tiến về phía miền Trung nước ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta, từ gần sáng mùng 10 tháng 10, do có thêm cả không khí lạnh tăng cường, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh, biển động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở đây đều bị ảnh hưởng. Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, GTVKC của Mỹ, khác với việc di chuyển chậm và có lúc gần như đứng yên trong vài ngày qua, cơn bão số 4 sẽ tăng tốc khi đi theo hướng Tây Nam về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc. Cường độ giảm dần, từ đêm thứ 3 đến sáng thứ 4 có thể bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết. Một số tỉnh thành ven biển Việt Nam gây mưa, khiến nhiệt độ giảm, GTVKC dự báo. Khi đến sát Việt Nam, bão số 4 có thể trở thành một áp thấp, sức gió 45-55 km/h, đi vào khoảng giữa Quảng Bình, Quảng Trị vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 10. Tàn dư của bão số 4 sẽ băng ngang qua nước ta và sang Lào. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 12, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Như vậy, trong 24 giờ qua, bão số 4 đã giảm 2-3 cấp và giữ nguyên tốc độ di chuyển chậm trên Biển Đông. Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ nhanh hơn với khoảng 10-15 km/h. Sau đó bão suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới từ 72-120 giờ tiếp theo. Bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-3 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3-5 m. Từ sáng 10 tháng 10, ở Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-3 m, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, lúc 7 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 120 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 7 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Trong 24-48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, biển động dữ dội, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.
Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2 đến 4 mét, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét. Đêm qua và sáng sớm nay, mùng 8 tháng 10, ở khu vực Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to như Hưng Phú, Nghệ An 280mm, Hạnh Lâm, Nghệ An 212,8mm, Đậu Liêu, Hà Tĩnh 193mm, Quảng Long, Quảng Bình 309,8mm. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Bão số 4 hình thành thế nào? Bão số 4 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào sáng ngày 30 tháng 9, có tên quốc tế là KOINU. Trước khi vào Biển Đông, bão KOINU từng đạt sức mạnh trên cấp 15, giật trên cấp 17, tiệm cận một siêu bão. Các nhận định ban đầu cho thấy, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ tương tác với không khí lạnh và suy yếu rất nhanh. Tuy nhiên, từ chiều mùng 6 tháng 10, bão có diễn biến bất ngờ khi tăng cấp trở lại, duy trì cường độ của một cơn bão rất mạnh, dự báo đường đi và cường độ của bão còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày tới. Bão Bolaven đã hình thành đằng sau cơn bão số 4, Nu, dự báo diễn biến khó lường một cơn bão mới, tên quốc tế là Bolaven, đã hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở gần nơi mà cơn bão số 4, Nu xuất phát. Đường đi ban đầu của bão Bolaven gần giống với bão Nu, nhưng sau đó được dự báo sẽ có sự thay đổi. Đáng chú ý là bão Bolaven được dự báo sẽ trở thành siêu bão, sau đó còn có sự phát triển rất khó lường. Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở gần nơi mà cơn bão số 4, bão Nu hình thành giờ đã trở thành bão, được đặt tên là bão Bolaven, ở Nhật Bản là cơn bão số 15. Hiện cơn bão này có sức gió 100 km/h, đang di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, gần giống đường đi ban đầu của cơn bão số 4. Vào sáng nay, mùng 9 tháng 10, cơ quan khí tượng Philippines Pagasa đã cho biết họ đang theo dõi bão Bolaven. Nếu bão Bolaven đi tiếp về hướng Tây như cơn bão số 4 thì nó sẽ hướng về phía Philippines. Tuy nhiên, từ hôm nay đến ngày mai, bão Bolaven được dự báo sẽ di chuyển trích lên phía Bắc, nên có thể Philippines sẽ không bị ảnh hưởng. Thực tế, đối với các cơ quan khí tượng, điều đáng quan tâm nhất ở bão Bolaven không phải là việc nó đổ bộ vào đâu. Theo dự báo hiện tại thì có thể bão Bolaven không đổ bộ, mà là diễn biến khá lạ lùng của nó. Gió đang có điều kiện tốt để tăng cường độ nhanh, nên bão Bolaven được cho là sẽ đạt đến cấp siêu bão, sức gió 240 km/h, ngay vào thứ Năm, ngày 12 tháng 10, lúc đó nó đang đi theo hướng Bắc về phía Nhật Bản. Tuy nhiên, rất có thể siêu bão Bolaven sẽ không tiến đến Nhật Bản mà tiếp tục đổi hướng, đi lên phía Bắc, Đông Bắc. Đây là khi cơn bão này được dự báo sẽ trở thành xoáy thuận ngoài nhiệt đới. Xoáy thuận ngoài nhiệt đới cực kỳ khó dự báo, vì nó có thể gây ra bất kỳ thứ gì, từ mây mù và mưa nhẹ đến gió lớn, dông bão, bão tuyết, lốc xoáy, không những vậy còn gây ra những thay đổi rất nhanh. Vì vậy, các chuyên gia khí tượng hy vọng bão Bolaven sẽ chỉ đi trên biển mà không hướng tới quốc gia nào. Vào sáng nay, Trung tâm Thông tin Liên Hợp GIC ở đảo Guam, nơi bão Bolaven có thể đi qua hoặc đến gần, đã cảnh báo không nên đánh giá thấp bão Bolaven vì đây là cơn bão khó lường. Người dân cần chuẩn bị phòng chống bão, là cơn bão khó lường. Người dân... Vâng, thưa quý vị và các bạn, những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất trong những chương trình tiếp theo.